Ngày mùng 10 tháng 5 năm 2022. Đoàn tác giả của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tham dự trại viết Tam Đảo đã đến dâng hương và tưởng niệm tại di tích lịch sử quốc gia Đại đội 91 năm, đội 91 Bắc Thái, nơi tưởng niệm 90 liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972. các tác giả nhà viết kịch của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam được nghe hướng dẫn viên giới thiệu về nơi trưng bày các tài liệu, hiện vật và quá trình chiến đấu gian khổ và hy sinh anh dũng của 60 thanh niên sung phong. Nghe hướng dẫn viên kể lại và thời điểm đó các nghệ sĩ đã trào dâng một niềm xúc động dù cho có người đã từng đến đây hơn một lần và đương nhiên những người mới đến lần đầu tiên thì chàng dâng niềm xúc động các anh chị thanh niên sung phong đã luôn giữ vững tinh thần sống bám cầu đường, chết kiên cường bất khuất. Trước khi tình thế cấp bách để giải tỏa gần 20.000 tấn lương thực và hàng hóa quốc phòng được viện trợ còn tồn động ở trung tâm Thái Nguyên, nếu không giải tỏa kịp thời thì khi máy bay Mỹ ném bom phá hủy thì tổn thất sẽ vô cùng to lớn. Nhận rõ yêu cầu nhiệm vụ, các thanh niên sung phong đại đội 915 không ngại khó khăn, gian khổ đều sung phong đi làm nhiệm vụ Sáng sớm ngày 24 tháng 12 năm 1972, dưới sự chỉ huy của đội phó đội 915 Nguyễn Thế Cường, các chị các anh khẩn trương làm nhiệm vụ bốc xếp và giải tỏa hàng hóa. Tiến đến chập tối thì số lượng thực hàng hóa tồn động ở ga lưu xá cơ bản đã được giải tỏa. Cả đơn vị còn chưa kịp ăn cơm tối thì 6 túp máy bay ném bom chiến lược B-52 và máy bay chiến thuật của Mỹ đánh phá vào khu vực trọng điểm thuộc vùng công nghiệp phía nam thành phố Thái Nguyên. bắt đầu tham quan vào di tích quan sát những tài liệu hiện vật tái hiện lại cuộc sống khó khăn của các anh, các chị Ở trong lòng những tác giả của hội sân khấu đã biết đã thấm thiếu được cái nỗi vất vả sự hy sinh anh dũng của các thanh niên sung phong trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước Đặc. theo hướng dẫn viên kể lại thì đến đến chập tối thì số lương thực hàng hóa tồn động ở ga Lưu Xá cơ bản đã được giải tỏa cả đơn vị chưa kịp ăn cơm thì đấy máy bay đã ném bom theo hiệu lệnh thì cán bộ đội viên thanh niên sung phong 915 cùng đội phó đội 91 và hai thủ kho đã vào hầm trú ẩn Xong những trái bom oan nghiệt từ máy bay B52 của đế quốc Mỹ ném xuống đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân trong đó có 60 cán bộ đội viên thanh niên sung phong đại đội 915 đội 91 Bắc Thái sự hy sinh của các anh các chị là tổn thất lớn nhất ở mặt trận hậu phương của lực lượng thanh niên sung phong trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước để ghi công các anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thì Thành đoàn Thái Nguyên đã phát động thực hiện công trình xây dựng bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên sung phong đại đội 915. Để phục vụ nhân dân và khách thập phương đến dân hương tưởng nhớ 60 thanh niên sung phong tại khu di tích, thì Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã giải công sưu tầm trưng bày gần 350 hiện vật tài liệu tư liệu, đây chúng ta có thể nhìn thấy những tấm biển để liệt sĩ, thậm chí còn không có ảnh. Chúng tôi không dám gọi là những liệt sĩ vô danh mà chỉ dám gọi là những liệt sĩ chưa thấy tên. Đây, các ngang chị hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Có ai nó nói rằng là tổ quốc được xây dựng từ xương máu của tiền nhân. Thì đây, các bạn nhìn thấy những tấm biển để tên người, để sĩ. Thì sẽ thấy rằng là để có ngày hòa bình như ngày hôm nay thì đã bao nhiêu người phải ngã xuống. Đối với chúng tôi là những nhà viết kịch, là những tác giả tham gia chạy viết của hội sân khấu thì khi tham quan ở di tích này thì phải nói thật là trong lòng chúng tôi thì có rất là nhiều cảm xúc và tự nhủ rằng sẽ sẽ phải có những cái tác phẩm những vở kịch xứng đáng uh, về sự hy sinh của các anh các chị đối với chúng tôi đấy còn hơn cả một trách nhiệm Đây là một chiếc xe thổ được bảo quản còn gần như là nguyên vẹn. Chúng ta nhìn thấy biển số sẽ thấy là chiếc xe của một thời. Và cái thành công của cuộc kháng chiến thần thánh cũng có sự đóng góp từ những vật dụng như thế này. Một mảnh bom. Nhìn những mảnh bom này thì chúng ta để hiểu là chiến tranh không phải là trò đùa. Chiến tranh là mất mát, là hy sinh. Đây là nghệ sĩ nhân dân thúy Hương, tránh văn phòng hội, nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Nghệ sĩ nhân dân thúy Hương thì chúng ta đều biết là một giọng ca quan họ rất đỉnh cao trong chuyến tham quan lần này thì chị là trưởng đoàn của hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đến với khu di tích này thì trong lòng nghệ sĩ dân dân Thúy Hương thì chàng dâng rất là nhiều cảm xúc bởi vì như chị đã nói là chị đã từng tham gia vài diễn thanh niên sung phong Đối với chúng tôi, những người viết kịch thì những chuyến đi này rất là bổ ích bởi vì là phải phải có những trải nghiệm và phải nghe nghe tận tai và được nhìn vào những hiện vật. Nhiều khi chỉ nhìn vào những hiện vật thôi thì đã gợi mở cho chúng tôi rất là nhiều. Đây các bạn có thể thấy những tấm bằng tổ quốc ghi công. Có bao nhiêu tấm bằng thì đó là từng đấy người đã ngã xuống. đối với tôi thì cụm tượng đài này là một cụm tượng đài rất là đẹp nó nhỏ thế nhưng mà nó nhỏ về cái kích cỡ nhưng mà cái sự vĩ đại của nó thì, thì 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 tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được vì đó là cái tấm lòng của những người còn sống những người đang được hưởng hòa bình đối với những người đã ngã xuống vỏ bom quả bom vô tri vô giác nhưng mà giết hại rất là nhiều người có chi có giác Đây là cái mô hình tái hiện lại cái lán của thanh niên sung phong của ngày trước. nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Bộ, ủy viên ban chấp hành Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Ở đây thì cũng có một số vật dụng là là được tái hiện lại Thế nhưng mà chừng đấy cũng đã đủ để chúng ta hình dung được phần nào về cái, cái cái cuộc sống của thanh niên sung phong. Và có thể nói là trong cái thành công của cuộc kháng chiến chống Mỹ thì cái vai trò cái đóng góp cái hy sinh của thanh niên sung phong là rất là nhiều và rất là lớn giờ thì khu di si tích cũng cũng có nhiều khách tham quan bởi vì nhất là giới học sinh sinh viên để theo như chúng tôi những nhà viết kịch thì những cái chuyến tham quan này rất là bổ ích nó 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 sẽ góp phần để cho giới trẻ hiểu được cái sự hy sinh của cha anh và góp phần thúc đẩy tình yêu lịch sử và hơn nữa đấy là tình yêu đối với đất nước như tôi đã nói từ đầu là tổ quốc trở nên thiêng liêng bởi vì có sương máu của người xưa và chắc chắn là không ít thì nhiều những người viết kịch của đoàn chúng tôi thì cũng đã bắt đầu ấp ủ những tác phẩm về đề tài thanh niên sung phong. Tất nhiên là đây là một đề tài khó bởi vì là dẫu viết kỹ đến đâu hay đến đâu thì cũng không thể lột tả được một phần nào cái sự khốc liệt của chiến tranh, cái sự hy sinh mất mát của các anh các chị. Chỉ có điều là nếu chúng tôi đã viết thì có nghĩa là chúng tôi viết bằng tất cả tấm lòng của mình. Bởi vì chúng tôi đều hiểu rằng sau từng ấy năm được sống trong hòa bình, được yên ổn sống, làm ăn thì cũng là một niềm hạnh phúc khi nghe tường thuật đến đây thì nghệ sĩ nhân dân thúy hường chị đã không cầm được nước mắt nghệ sĩ chúng tôi là thế và chúng tôi sẽ trở lại một ngày không xa